Chào các bạn đi. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mà thêm những cái hình ảnh logo hay video những cái file MP4 vào cái thư mục của vào cái thư viện của thằng Camtasia để mình thư viện Reply này các bạn, để mà mỗi lần mình thiết kế chỉnh sửa những cái video á là mình không không phải là mình import media hoài, mình lấy thẳng ở trong cái thư viện của thằng Camtasia có sẵn này nè, mình để mình sử dụng luôn. Thì hiện nay thì khi xuất bản một video thì người làm video thì không thể bỏ qua một cái công đoạn cực kỳ quan trọng, đó là chỉnh sửa video, chèn những cái phần là intro và phần outro, chèn logo vào video. Thì nếu mà mình không có thêm nó vào cái thư viện này á thì mà mỗi lần mình muốn sử dụng nó thì mình phải import, chọn chức năng import này, import media vào thì nó rất là lâu. Giờ mình bỏ sẵn nó vô như sẵn như đây nè các bạn, bỏ sẵn nó vô đây thì mỗi lần mình sử dụng thì mình cứ chọn add nó tới, là add nó tới thành timeline là mình sử dụng thôi, rất cực kỳ nhanh, không có như xưa. Cái cách thực hiện thì rất đơn giản. Thì đầu tiên á thì các bạn thực hiện á thì các bạn phải mở cái chương trình Camtasia lên, rồi các bạn muốn cho cái thằng nào thêm cái thằng nào vô thư viện của thằng Camtasia này thì các bạn phải trước tiên phải import nó vào cái phần lib bin này trước. Giả sử như giờ mình import lại chỉ cái đường dẫn xuống này các bạn, này mình có import ở đây luôn ha. Giả sử mình muốn cho một cái hình này, tiếng cười này, mình muốn cho nó vô trong cái phần thư viện, add nó vô thư viện ha. Rồi hiện tại ở đây á thì ở trong thư viện nó thì library nè các bạn, nó không có cái này. Thì muốn thêm vào thì các bạn chỉ việc là chọn lít chuột phải, chọn add to library, chọn cái này add to library. Rồi, chọn nha. Rồi nó hỏi các bạn có đặt tên hay không. Thì ngay cái phần mình thêm vào có tên này nên mình để luôn, mình không có đổi tên, nếu đổi tên thì mình đánh lại thôi. Rồi, nó có cái tiếng này. Thì mỗi lần sử dụng thì mình chỉ cần lít chọn add to timeline là nó sẽ đẩy xuống tới cái phần bên dưới. Như vậy á, mình add vô đây rồi, tiếng mặt cười. Thì mấy cái lần sau mình sử dụng mình không có cần sử dụng cái chức năng import này nữa các bạn. Bây giờ đây mình giờ xóa ra ha. Xóa này ra khỏi lip pin. Đó. Thì nó vẫn còn nằm ở trong cái thư viện này các bạn. Muốn sử dụng nó thì mình chỉ cần add nó xuống thôi. Ừ. Đó. À. Còn trong cái còn muốn mà add âm thanh hay là mình add âm thanh hay hình ảnh logo vào thì mình cũng làm cách như vậy luôn. À, mình thường hay thiết kế một cái video thì có cái phần là in phần 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 giới thiệu, phần đầu phần giới thiệu và gọi là phần intro, phần kết thúc gọi là phần outro. Thì mình cũng thêm vô đây để là mỗi lần mình thiết kế video mình không có cần phải import media nữa. Giờ mình import hết lần ha, mình làm lại một lần nữa ha. Nó sẽ như mình chọn hết đi, Cana đi, hết vô đây đi.
Rồi, mình lựa chọn thằng thằng logo nè, logo của mình nè. Mình sẽ add tới add to library các bạn. Rồi, logo có sẵn. Rồi mình mấy cái này thì mình mấy cái nhạc này mình add tới ha. Cái này file MP3 nè các bạn, add cũng giống y chang luôn các bạn. Add to library. Rồi. Nó cũng vô ở đây. Rồi các bạn. Ở đây nó có phân biệt như là để cái loa đó là file file nhạc MP3. Còn để cái hình ảnh thì nó là một cái logo, cái hình ảnh. Còn hình ảnh với video thì nó có cái biểu tượng hình đại diện. Mấy thằng đồng hồ đếm ngược rồi mình cũng hay sử dụng mấy cái hiệu ứng này, phần outro này mình cũng hay sử dụng. Rồi mình cũng add tới thư viện đi. Rồi mình chỉ add một lần duy nhất như vậy thôi. Mấy lần sau mình muốn sử dụng mình chỉ lấy trong đây mình sử dụng, mình không cần sử dụng cái chức năng là import này nữa các bạn. Thế bây giờ mình tắt hết ha, mình mở lại thằng Camtasia từ đầu lên. Rồi, nó có sẵn hết các bạn. Rồi, tới đây là lúc mình thiết kế thì nó có sẵn trong phần library nè các bạn. Đó. Ở phần dưới nè. Đó. Những cái này là có sẵn phần intro, phần outro. Thì mình cứ add vô sử dụng thôi. Rồi. Rồi, giả sử như mình add cái này là hiệu ứng nào nữa nè các bạn. Nó có sẵn trong đây hết ha. Okay, phần outro ta nó có ở đây một tiếng cười đâu đây, một logo rồi cũng có sẵn trong đây, mình cứ ép vô và sử dụng thôi các bạn. Cách áp vào add thêm vào thư viện thì nó chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Thì hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cái cách thêm những cái hình ảnh nè, những cái video nè vào cái thư viện để mình sử dụng cho những lần sau thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem. Rồi mình xin kết thúc video ở đây ha. Chào tạm biệt các bạn ha.